Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 123, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Bài tập 1, đề bài như sau. Một hình lập phương có cạnh 2,5 cm, tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Như vậy, với bài tập này, chúng ta sẽ áp dụng các công thức liên quan đến hình lập phương để thực hiện bài tập. Ta có diện tích một mặt sẽ bằng cạnh nhân với cạnh. Diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6 vì hình lập phương bao gồm 6 mặt. Và thể tích sẽ bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 1. Đầu tiên cô sẽ tính diện tích một mặt của hình lập phương đó là diện tích một mặt sẽ bằng cạnh nhân với cạnh. Ta lấy 2,5 nhân 2,5. Năm nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 bằng 10, nhớ 2 bằng 12. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5. Cô cộng các tích. 5 hạ 5, 2 cộng 0 bằng 2, 1 cộng 5 bằng 6. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 6,25 cm vuông. Tiếp theo chúng ta tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó là diện tích toàn phần sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6, mà diện tích một mặt chúng ta tính được bằng 6,25. Ta lấy 6,25 nhân với 6. Cô có 6,25 nhân 6. 6 nhân 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 6 nhân 2 bằng 12, nhớ 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 6 nhân 6 bằng 36, nhớ 1 bằng 37. Phần thập phân của số thập phân có hai chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 37,50 hay chính bằng 37,5 cm vuông. Cuối cùng chúng ta tính thể tích của hình lập phương. Thể tích của hình lập phương là thể tích của hình lập phương sẽ bằng cạnh, nhân với cạnh. Ta đã có 2,5 nhân 2,5 bằng 6,25. Chúng ta chỉ việc lấy tích đó nhân với 2,5. 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 bằng 10, nhớ 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 x 6 bằng 30, nhớ 1 bằng 31. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. 2 x 6 bằng 12. Cô cộng các tích. 5 hạ 5, 2 cộng 0 bằng 2, 1 cộng 5 bằng 6, 3 cộng 2 bằng 5 và 1 hạ 1. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 3 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả 15,625.
cm khối. Các con lưu ý đơn vị của thể tích. Đáp số. Diện tích một mặt. Là 6,25 cm vuông. Diện tích toàn phần. Là 37,5 cm vuông. Và thể tích bằng 15,625 cm khối. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 123, sách giáo khoa toán lớp 5 bài luyện tập trung. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!